canh bầu với tôm các bạn. Nè tôm nè các bạn, tôm sú nhỏ nhỏ nè các bạn, với hành lá các bạn, với hai trái bầu. Rồi giờ các bạn theo dõi tôi nấu nha, canh bầu tôm nha. Tôm trước này mình nấu canh sao quá. Để mình dàn trước mình bắt nấu canh. Rồi vớt ra các bạn ơi. Đang sôi rồi các bạn. Thôi bao vô. Tôm luôn các bạn. Chờ nấu cho chín hành đi nữa. Nè các bạn, sao nhìn đem canh. Muối nè bạn. Muối. Bột ngọt. Nhớ cái này bỏ hành vô các bạn. Bỏ tiêu vô nhiều còn ngon các bạn. Là tiêu nè. Tiêu sắp hết luôn. À, tiêu. Rồi. Đây là đơn giản rồi. Vớt cái này ra nè. Vớt cái bọt ra các bạn. Đổ canh ra các bạn. Tôm ra các bạn. Hôm nay tôi nấu canh bầu với tôm các bạn. Bây giờ tôi ăn cho bạn xem nha. Tôm luôn nha.
nấu canh bầu với tôm. Hôm giờ tôi dừng cái dép lại nha các bạn. Nhớ vô cái sân của chị lắp nhận. Bye bye, chào.